Hello chào nhà. Tối rảnh gọi xong Thanh ra nông nổi làm bị con cá tê nhậu chơi nha nhà. Tào lao, tôi không có ngoại giờ có bản nè, tôi ngồi đây nè, mấy nói chuyện với thử. Tôi không có nhậu à, đừng có tào lao. Nè. Đi mần nó bệnh, đi không? Đi đâu với gì, dập mẹ với. Chặt đầu á. Đây dưa leo quá nhờ, đây cá tê kho tép mỡ nha, xuống không ngon quá nhờ. Ê ơi ghé cho con mình bánh chén rồi ăn chơi. Đây dưa leo, đây mình chấm dưa leo quá nhờ. Vậy mày canh thủ đi, mày hâm nóng nóng mày múc cái ba cái rau ấy vậy, có rau múc cái rau ấy ăn. Chịu mấy anh em rảnh làm bệnh nhân xương nha cả nhà. Cá tê kho tép mỡ nè, nhậu với ngũ đế nha, có bia nặng kìa đó, không bia cái nhà thấy không, mà không bia bia uống không nổi, ngán quá. Rồi chơi cái nhà ơi, các bạn đang chỗ ở ngoài ngoài gì đây uống ngồi mình đâu chưa mấy người đổ máy rồi bác. Ừ, đúng quá, tụt dữ rồi. Trời ơi. Vậy vậy không nè, đặt luôn. Không ăn gì. Đâu có. Cơm mình á. Không ăn rồi. Ê, không tôi gài không, phút lần 6 con, sao 7 6 con. Hả này là miếng gài nữa. Trời ơi. Chạy kìa. Cây nè, nó hút này nguyên cái mận hết luôn đó, ăn bữa không tôi đặt ngay cái mận. Vậy bảo bảo mua miếng có mấy ngàn miếng dán mà báo biết nhiêu con rồi đó. Ăn luôn được không? Miếng dán đủ dính chân thôi chứ đâu có gì đâu. Sợ mưa nó dính không? Hay để mà mày mưa á. Gì? Đi ông giá bà giá vô cái dừa. Út nói hôm nay là bắt là mấy con đó. Nè. Lấy cái ly kêu Út đi. Nè. Cái tay thôi tao mở cho cả nhà. Đi gà hầm gà tắn với dưa leo nha, lúc cải. À đã không? Ừ. Chiều hôm nay mấy anh còn nhậu gì mà điện xuống nói đi đi đá. Quá là ngon anh ơi, ngủ con nước rồi đã. Quen rồi. Ngon quá. Trời ơi, kìa. Quá ha, ngon. Đây luôn. Qua đây. Vô ngồi nè. Nghe hỏi vô ngồi coi. Cải nha trước đi. Là xét trước. Đây là cải nha, không cảm hồng. Đây đi. Cái này gì không nhít miếng mắm vậy. Đồi cái này nè, đâu này đâu có miếng mắm như hồi chấm cải á. Rồi mình ăn vô leo nữa nè. Vô leo ho với cá tê tép mỡ nha. Quá ngon. Ừ. Lâu rồi ăn mỡ. Ừ. 70.000 ký. Tép mỡ à? Hết mua giùm nó. Quá dùng cái đây. 70.000 ký. Ừ, ngon. Lâu rồi để mẹ về khi để về bữa nó thúi luôn. Cái gì à? Ăn tới tôi mua không tới giờ ông cho nó khô vậy mà chợ cũng có bán tới bảo nữa có đậu mà tờ vợ tôi mua đậu mà để dành thối luôn có nữa hả ta có thối nó hồi gần đây là tép mỡ nha cả nhà. Wow, dần ẻo dần ươm luôn. Tôi kêu nó ăn nhỏ cái tư đó. Ừ. 60.000 ký. Miếng đâu coi. Ngon quá. Trời ơi lộn rồi. Lộn không phải miếng tép mỡ. Tỏi. Tỏi. Này miếng tép mỡ nè. Thử lộn tỏi với tép mỡ hết luôn á. Rồi đây. Nhớ ơi. Quá ngon. Vô. Vô. Cái tay khỏi tấm mở là nhức nách rồi. Này, hai cái chú cái nào đó. Trời ơi nãy chuyện nó câu cá tê vàng, cá tê hồng cái dễ dàng vậy. Với mấy. Nó thịt ăn cái tê mình à. Túng cá đó.
Tôi bắt cũng được con hay con gì á, hỏng nhiều lắm, tự nhiên chết sao còn con con. Nó là chỉ chơi. Để hút làm cái hồ á. Ngại không ấy gào, hai miếng gào ấy cũng được. Dưa leo được là ngon à. Ngon quá. Có cải sống nè không? Thôi được rồi. Lấy miếng để đây nè. Ngồi cũng hết à. Cái gì? Lấy miếng để đây. Có cục kỳ luôn nè. Tụ má tao quá, cái có cải tao quay làm tiêu thầy. Nó kho đúng rồi đấy. Tự sạch rồi mấy không? Ở đây nhiều đồ mẹ mở cái thôi nó cành nó cái nhóc không không bao giờ ngon. Ông kho, ông kho cá bất kỳ cá sạch mấy ngon. Vợ tôi kho cá là nhiều nước lắm bởi không ngon. Kho hết nó kẹo xuống vậy nè, mặn mặn nó thấm vô, kho nước nhiều nó làm như kỳ lắm ăn. Kẹp kẹp ăn không? Không có leo được rồi. Kẹo tươi. Vô nhờ. Thì bỏ nhiều cái nước thơm thơm vô. Sống ăn gì trời. Ăn được, ngon lắm ăn. Chấm cái gạo ngon lắm á để. Cô kẹo sống nghe nè. Đi không ăn hết rồi kì ấy. Qua ông hổng này mới dưới á. Ủa mẹ ăn này tối nó vỡ nó tát nó mẹ luôn. Thôi vậy hả? Nó nhiều người ta là tỏi sống. Tỏi hả? Tỏi sống ăn cũng có cái gì á. Ờ em đi thuốc. Tôi cũng nghe người ta nói ăn tỏi sống. Má con bạn với bằng lông gì con tí á. Con tí và mình hồi cho hai con á. Đủ món nó ăn sống là hai con tỏi á. Nó này, nhỏ là từ hồi đó mình làm là nó 2 tuổi thôi tụi mấy à. Đang là 2 của tuổi. Ghê à? Ừ, lọc tự lọc. Con uống nữa không? Uống xong đưa chai nha. À, uống. Cô buồn ngủ lên võng nằm nha. Dạ. Gì? Phao. Ngủ ngay bây giờ luôn. Con ngủ ngay bây giờ. Được rồi. Ngân ngủ đây hay về? Ngân. Ông lấy nắp ông đậy vậy chứ. Ngân ơi. Cần á. Mũi cắn là gì nè? Mũi là mũi. Mũi. Đây mũi bay. Gái con để đây ngồi nè gái. Mũi bay. Mũi cắn rồi. Ngủ rồi. Ngủ rồi. Con lên giờ đi ra tạo nằm đi. Nói là sao đẹp quá đẹp mà. Con uống nữa không? Này con để đây nè. Lại đây mũi không cắn con. Nên tao nó đụng cho ít cho nhặt. Nó ăn cơm nha. Nó cho nào nhặt thì nó ăn không gì cơ. Bà tỉnh của ăn gì? Hả? Lên mày bắt hình đi cho nó nằm bắt quạt cho nằm coi chút đi. Tôi ngủ à. Tình hình không? Ngủ hồi tối ngủ đây vậy. Ngủ đây thì đụng ngủ thôi cái gì. Đấy. Cái gì? Tôi nhờ. Ngủ sao cái gì? Ủa mua mấy uống không? Chứ ngủ đây bình thường. Nhớ đồ về đúng không? Có. Đâu có nó bình thường, ngủ đây mấy lần mà. Con ngủ coi tình hình hả? Đi không? Đi vô vô đi, tôi ba bắt tình hình cho coi. Ngủ cái nhỏ anh gái đây. Thành cho mấy quạt nữa. Gà gửi giò đấy con. Bác, gà gửi giò em con. Lao chặt chẽ nè. Có loại đèn xong mũi nữa ta. Ừ, tôi cũng nghe nói. Mà nghe nó rớt trong một kính rồi à. Một kính rồi à. Nó cục nó sàn xài được mấy tháng rồi nhá. Cục nó không có dầu gì lắm. Như mà nhất vậy. Xong ha. Nghiêm vô điểm. Còn tin điện thoại tin điện thoại đẩy cái vô diệt mũi không nhiều. Điếc tai luôn. Nhà mũi. Bởi nó kêu khác đâu ta, nó kêu nhỏ mà. Em vô đi. Vừa cả. Quà chúng ta vừa đắng ngát. Hết ngon. Vô đeo rồi, đồ hổng thắng mặn rỉ. Mà giờ ta mua ăn về cái khúc đít ăn được quẹt đồng nữa đó vậy. Nguyên à? Không có nguyên tái luôn chứ không có khúc đồng. Bữa ăn đó. Như cái dầu kho, tôi nói ăn ngon nha. Đói bụng nha. Vừa hai tay sắt nhỏ đâm vô đúng cái dầu phải không? Dạ. Cái dầu mình kho ăn đúng không? Làm gì? Cái dầu mà mua cái dầu chợ á, má kho mà nó nóng á, hồi ăn mỹ má nó béo. Cái dầu mình chỉ nấu chua thôi giờ mình. Giờ mua cái dầu chợ mua mới mua chứ khác 1 triệu đi danh đó. Cái
nó có 35.000 ký rồi anh ơi. Hôm mà anh hai anh mua một cái dồ dồ đén 30.000 ký của nông thấy không? Má dồ đén như dạng dồ nuôi á. Mỡ không à? Gấp nguyên ức thấy mỡ không? Tù ghê mỡ bập. À đặt sữa là không làm nhà cháu nó. Hứa nó có đếm về tỷ mẹ tưởng dầu đếm nó nói không mà hỏi thấy đủ nó chua dẻ không được lấy dao cắt còn cái hai chiếc mấy không có gì đợi để chúng ta một cái dầu đếm mà bự bự hỏi như để mà nói ăn thiệt ha hai chiếc mấy ăn một vài luôn á. Đây là cái nhà ơi viên ngủ nằm giống thì nãy ghét ghê không kêu xuống nhậu mười cái nằm giống á. Này mình đảo em bị điền nha. Bậy à. Mình ảo chứ không phải mình đảo nữa. Ha, viên viên rượu mà đợi đảo uống ly mà không lâu quá. Đi mua viên đi. Viên gì? Má nãy biết kêu cốt mà viên được quá. Viên nhỏ viên tiểu gì? Rồi. Viên hai màu hồi á. Tôi nhớ tôi xe tôi có hai cục đó. Ở vậy nó mua bên quà bển nó mua bốn cục không? Bên quà. Ta còn quên cái loại bên hai là bên quà. Để lúc mà 3 giờ 45. Điện thoại kìa. Nó có cục tốt rồi á. Có luôn tiếp giờ có kìa. Mới gắn nó vô nó phát mà. Kêu tiếp giờ gắn vô cái đó nói vô luôn tiếp giờ. Nhỏ mấy ly đi ối rồi. Nhưng mà giờ tôi để nằm tắm không biết làm gần dòng anh á. Có cái luôn tiếp giờ tôi mua đó. Tí sau tôi nhà tôi ít ca, tại vì không có đây ca nhiều, có mi thôi cũng quà nó mới đem qua. Quà đó. Thì rồi. Mẹ. Dạ đâu quá đâu. Có đèn mở đèn mà thức ngủ má sợ ngủ quá. Đi đi đâu hả? Đi vậy chứ ngủ. Làm gì? Ngủ. Má không? Ra hả? Xuống vô ông ơi. Vô cốp. Ủa ông đã uống chưa? Rồi làm đi. Rồi rồi cho ông. Rồi chín cụ ly nè. Cũng đã uống đi. Nhốt đây củ kiệu như thế nhà củ kiệu với dưa là mình chấm với nước cá tê khô tép mỡ nha. Đây là gà hầm với cải tắn với bắp cải với dưa leo với củ cải đỏ như thế nhà toàn là món bổ không à đặc biệt là cá tê khô tép mỡ á miền Tây mình cá tê khô tép mỡ là ngon lắm củ kiệu sống nha củ kiệu chín nha. Này nhậu với dài đi lai ga dài đi của đế chứ cả nhà. Cả nhà có xem clip mình đừng quên ủng hộ đăng ký chia sẻ nha. Cho mình một like và một cái đăng ký. Vô nhà ơi. Đi cá. Má mà nó về má dọn nó chửi tao. Má chiều tôi mua 5 cái chậu 100.000 cá hầm nóng mà lại lạnh quá mới khỏi chát mà xuống mới còn cái chát chưa được cho 3 phút nữa ngắt nghĩ sao ai con cá mẹ ông tào lao á ngắt là tanh miệng ông mới coi dữ vậy đâu nhưng mà hâm bởi mẹ tôi nói mới mở đài còn mở không có thêm 70.000 ký á cái mở như nhà quá ngon quá vô tào lao đi quá ngon cô tắng nè bạn ăn được á chấm với nước mắm tàu nha với có ớt nè rồi uống ly ê wow. Hơi mặn hơi cố rồi mấy ăn ly nữa quá mặn quá mặn cũng rau đương ly uống ly coi quá mặn vô quá dũng sĩ diệt mồi cởi nó dũng sĩ diệt mồi trời ơi chúa gì nằm ơi nước tiếp tế nước trà luôn nước trà đó trà đó trà qua đây con mắt của mày tao với ba tèo mới uống hai ly rồi tao đi rước ba mấy đi rước quá ngon đi tài quá ngon nhỉ xem mới xuống Thảo kìa. Dạ có em nghe xe biết đạo. Ê kìa.
Khánh nước ngoài mới về cái nhà ơi. Trời ơi. Em Singapore. Thank kêu. Thank kêu trời ơi, Bali. Ôi cái nước ngoài mới về. Trời ơi, từ Bali. Cha mới đi tiền hay gì đây? Đúng vậy. Gì nào cái tờ nợ luôn hả? Thank you, thank you. Ở nó kia tôi em. Đây là khách nước ngoài. Rồi, khách nước ngoài quốc ly đi. Nó điện á, bánh tráng trộn nó mới ơi. Rồi, 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 rồi. Bánh tráng. Phạt á. Rồi, chứ đã quên là mẹ đã quên. Vậy quốc nè. Chứ đã không mất, không tôi gọi đưa về. Tôi mới vô. Mấy ly đã vô mấy ly? Hai ly rồi. Hai ly, đúng rồi. Mất chứ đã. Từ ba ly ông hai ly đúng rồi. Đã quên rồi. Chị mới neo làm mà già liều để dẫn ra những cốt nha. Mũi cốt. Nghe không dẹp mũi gì ghê. Má gọi chứ. Quay. Ông xe uống nhau nói chuyện ngộ nha. Trời ơi. Má dù sao dù. Uống nãy giờ biết bao nhiêu rồi. Sao ta nhậu ngoài ta bình ta nhậu 4 lít ta không nói ngoài. 4 lít cùng cạc. Họ quýnh là chó luôn cốt. Má cho quýnh cốt giờ. Nhậu 4 lít cậu ở trong. 4 lít mấy người. Vậy. Mấy người. Tôi 1, Liễm 2, Khanh 3, hết 4, Cường 5, Tài 6. Ừ, 6 người. Ờ, 4 lít. Chú nhà không tính bỏ. Nó làm cái gì đó ít lắm vậy. Đi bầm tới mà. Chú nói thiệt ông hả? Chú nói thiệt ông hả? Chú nói lúc đánh ngồi hát. Còn mà đánh ngồi hát hoài luôn á. Không, chút đi. Chứ để em đăng nó hát rồi mới ngồi đánh hoài luôn á. Cô có. Việc nhìn cái... đi để đây nè. Dài kéo cọng dây tới đây nè rồi cũng hồi cọng dây kia nữa. Mình kéo thẳng cọng dây được rồi. Không bây giờ cái lo xích gần tới ngay em đi á. Vừa nè, mấy cục cột già hồi đây vừa ở xa đét rồi. Già nào má hả? Không đứng đầu chân ấy ra. Già xa đét nè. Già xa đét. Nó bảy nó mua vừa. Điện ngay nữa hả? Điện. Điện này kia nó nhậu ít mà là. À. Liên lính hả? Ờ, nhậu sỉnh đi, đừng nhậu nữa nha, mai làm nha. Mai làm chứ không làm. Nó vậy đi xem kìa. Má có vợ mời ra cặp đi nha. Có chung mua chung. Ờ, mời hết nha Cúc. Sắp mở rồi nha. Má mới nghe, đảo, hả bà vàng đảo nói đây. Tưởng đảo nó dốc ở nhà bỏ lên đám. Má nói vợ đừng có đẻ rồi. Vô nè. Vô. Vô mở, cái mở ngon quá. Ôi, chốt dốc quá. Vô nè. Vô. Vô ăn ơi. Sao bữa, tào lao vậy á. Từ nào đến tháng là mời nha. Ăn ơi. Tốt mẹ rồi. Vô nè, ăn ly nè. Quẹn ghê nè. Hôm đám mà gạt đi không được cảm nha, người hú về gửi việc không có đi được nha. Đi mấy vậy? Ừ. Bữa nào nhậu bữa. Ừ. Mẹ có vợ nhậu nó đánh đụng mẹ để chơi mỏi nó bỏ đi rồi chết em khóc. Ừ. Má Tùng đâu bỏ nó ra nhậu cho về nữa. Vậy. À, vậy đủ má nó cốt cái gì rồi. Bữa nào tôi đi hát hú nha. À, bữa nào nhậu bữa, bữa nào chứ vô nè, tụi lao. Bữa. Ai ai ai. Nè, biết. Hết tiền mình đảo á. Cái gì không ăn ngon hả? Cô đi quên làm gì à? Rồi, vậy không nói. Gì lộn rồi. Vì bữa số nhậu đủ mẹ rồi bánh nó sản bây giờ tôi đã sản rồi. Thanh hả? À? Ờ, Thanh. Ăn cái gì? Tôi ngợn. Nãy có ăn chứ đâu. Ăn nó chỉ trước, Thanh nói sao? Dù gì đang nhậu đến hả? Gì? Vì còn nhậu hả? Không hiểu. Anh này ngợn không? Nãy ngợn. Ăn nó mới kêu tôi dễ chứ nào kêu đâu. Bây bây lấy chiếc kia, chiếc kia. Cho nè. Làm gì? Cái này cũng đây cũng cơm không? Ai biết ai cái gì lỡ đổ qua đi không biết. Để xương tốt rồi. Không biết. Không biết rửa đi. Rửa liền nè. Để quê để con trai vậy mà. Không cái chén là chén cơm hiểu không?
Chắp mỡ cả nhà ơi, chắp mỡ, chắp mỡ. Mập. Ngon quá, ngon quá. Chén đầu bạn này, chén kia, phân ra ba chén. Ớt. Rồi, tới chén ly kìa. Má, mập, đổ mồ hôi quá. Lão, không ít được, không nhiều cũng được. Đang nhậu hòa mà. Cái đuôi những cái nhà. Nghe ngộ thì chứ nãy giờ tao nghe tao má tán cái ai nói ai nhậu hòa. Nãy rồi bà nói nó nhậu bị chửi mà. Im đi. Dạ. Dạ ông im đi tôi đi hòa nè. Đừng nói đây nha. Đừng nói qua đây nha. Để tôi điểm mà đừng có nói qua bên đây. Không có nói gì giờ xuống việc chơi ông ngủ xuống việc chơi. Không có gì về tới hỏi giờ ông nhậu nhà ai bển tôi đang về tôi đang xuống có việc rồi bển. Đừng hỏi nhậu nó biết. Nó ông nói là nó à. Nó đang nhậu bên nhà bển. Có bị không? Sao không có? Đang nào con? Nhà. Người nhậu ai bển hả? Ờ nhậu với ông và mấy anh dễ mẹ. Rồi có mập bển được không? Sao nãy ông nói con mập bển? Quỷ mập nó qua giờ nó không ngấy rồi. Đi đâu? Nó ở nhà bãi anh đi cho mày rồi. Tụi lao gì nãy ông điện tôi mãi ông mới kêu ghé đi có con mập bển. Mập mà nó mới ghé gì ghé hoặc gì rồi. Ghé gì rồi ha? Ừ. Ờ vậy mà nãy tưởng có mập bãi mập nó mập bển để mập hút máy. Ờ, con nhậu ai bển hả? Ông anh hả? Ê, cái gì vậy? Đang uống cà phê với con Điền nè. Ờ, rồi, đang làm cái này con. Mẹ đang uống cà phê với dẫn nhỏ Vina, đụng mẹ chuẩn bị đi bú vú rồi, đi đâu má. Mẹ, má vô đỡ cho nó bu đồn chết luôn không? Dán nhỏ mà ra mày, dán nhỏ lại sàn hình đạt nè, đang chuẩn bị nè. Bây giờ ngái gì bắt không được nấu cháo nè. Biết rồi, không lẽ việc nhỏ về tới Sài Gòn thành phố quá về này kia về đấy, không lẽ này, này không lẽ mình về chơi đến kia giờ không lẽ mình bỏ vậy? Đi đâu? Đi nhé. Nó cháu thì gì? Tôi đang ở chút đi khách sạn tí tôi ra. Cái gì? Mẹ muốn vú bây giờ rồi. Mai ngủ nữa, ngủ tám tám tám. Mấy nó cười vậy đó, nó tôi ghé có được ghé nổi. Này, vậy nó ghé bển đâu? Tôi có nó ghé. Đi chợ, nó đi chợ. Tôi ghé mà bốn người mấy. Cho bà về. Chở bà chở về mẹ bà về. Cho bà về. Là chở chở bà gửi là tôi trả lên cái đại tin tôi trả bà về giùm. Nó điện kêu lúc 3 lúc 5 nè. Nói gì ông Đảo không có nhậu lúc đó có nhậu đừng để tôi đó ông hết để ông Đảo có gì ấy việc chiêu ông cái gì chiêu à. Bắt cá nó tự nó cháo này kia tôi hô tôi muốn xuống này kia để mà tèo hỏi tèo hỏi việc không đâu rồi à, là nó đây nè ba mấy bốn giờ chiêu ơi bắt cá nó cháo này kia bả với Hạnh đi nuôi đẻ rồi hả tôi mày nói giờ anh nhậu anh hay quá ai hồi 5 giờ á cũng được ngang rồi lúc mà điện nãy lúc sáng mấy nó giờ việc này nhậu bên hòa với con nào là con này bắt về đó con gà bổn không á mấy gà gà te không á te à không có á cháu ổng con nào cũng mua đó dạ con cháu gửi ừ con nuôi ra đẻ nào vậy thôi ca hát gì cũng ơi mở mở nghe xíu mình nghe nhạc vừa gà nhậu vừa nhậu vừa nghe nhạc giọng khách tâm tâm tí không ông đâu bán mày không có đây mà hả mà ông chưa kêu cho heo lâm đủ mấy già ông còn cao già cao gì ông nào ta nó già ông đổ nước mắt hoài ai mắc mắt nước gì đổ bỏ má nước đỏ nè nước gì ghê tại má bạn uống chết hả nước gì à nãy chưa đâu quê nó bỏ cái nước gì á cần thua mà ông nói đổ má già ông còn mất gì á ai bắt khu đó trời ơi nước ngay với nước gì tiền gì xin đâu dẫu ngờ muốn thôi trong cái cục đá này nè cục đá nè nếu mà mực như vậy uống đi có mà mực á ví dụ cái gì tin á uống còn đông phích rồi ông đổ vô ca luôn đông đá bữa nào nhậu tới sáng luôn á bữa nào bữa nay nè
gì? Thôi ông đừng ngủ tôi nghe mũ ông ơi. Đủ má nó về được mới sợ đóng cửa lên đóng cửa gà phá chứ. Đó, ông đừng về tôi nghe mũ mà ông về. Thì ai uống vậy? À, quên nữa. Ơi. Ăn giang. Em mới uống em đưa lại mà. Ờ cái ly rượu này không biết nằm ở đâu nè mấy cầm gót nè. Em đưa lại cái ly đó mà. Bây giờ mấy ông uống nổi nghỉ thì tôi uống. Nha nha. Anh hai kêu thằng con Doraemon kìa. Về mà. Ừ. Uống nổi rồi nghỉ đi hết đi. Mình tôi. Tôi mới uống xong để đi giờ ông mới uống lại sao? Nhà tới dòng ông nè. Cái uống gì nữa đi vòng mới nói chứ đâu. Giờ muốn đi vòng nào? Tôi không biết cái rượu cái ly bên đây nè. Tôi muốn cái sọc tôi uống tôi ly thứ 8 bây giờ chứ nó về tới tôi nữa mấy ông biết gì. Ờ đúng rồi. Mà ông để cái ly đây phải không? Tôi để đây nè. Không có, để đây. Tôi muốn uống xong rồi ly tôi uống. Tôi thấy cái ly nằm đây nè, tôi mới thấy cái rượu tôi gót nè. Nào, rượu đâu tôi đó. Tao ăn bữa rồi đó. Uống chừng mai chảy á. Tôi chiều ba mấy tôi với ông Tèo ngồi quốc bình á. Đi leo nhảy. Ê, mấy hai miếng cào thấm sát chuối. Bữa nào không bầu giùm chụp cái bữa nha mày. Ừ. Bữa gì? Mồi, mua mồi cũng được nha. Hả? Bữa gì? Tôi mồi ha. À. Đấu một rượu mua mồi. Mua mồi là gì? Mới mới đào tài. Thì ông mới xem bữa là gì, mua mồi là sao cái gì? Tay mày hả? Lên sẵn nó nằm đi. Tay mày bữa ông luôn nhà thấy má thấp thành. Nhanh lắm. Mồi nó không biết ơn. Nha, con lên tới con nằm đi nha. Đi. Mà nào không à. Thì chưa đảo lên đứng coi đuôi ngon nha. Tôi nói thiệt ha. Ai khắc khẳng ha, tôi một bát ha. Nhanh lắm. Ê ê ngồi ngồi cho ngồi ngồi. Nước giãn. Thế là tôi điện cốt mà cốt đi làm chắc biết làm mà thường thường có cái nhạc điện nữa. Ừ. Ơi. Cốt hồn điện hồn đụng. Cốt. Bây giờ tao làm uống trà mọi vô chứ đụng ai chứ ai nhậu nổi. Ôi lấy mình cứu hú nhờ. Cả nhà có xem clip á đừng quên ủng hộ Phương Mỹ Điền Vlog nha. Mai sẽ lấy cho mấy con ơi. Nay chị Lan đó ta. Cái nhà có xem á thì đừng quên đăng ký ủng hộ cho mình like và cái đăng ký nha cả nhà. Này buồn quá làm chân xương nha. Ngon, bữa nay chị mua Lan hộ clip đứa cả nhà. Thôi bye bye, hẹn gặp lại cả nhà. Giờ mua không? Chị họ Lan uy tín đồng hoàng, chứ phải làm vậy. Ông muốn mua nào thì chị tôi nói. Cái đó mua là phải kiếm cái cây nào để cho nó đậu vô ôm lại. Vậy? Bậy, bậy hấu đang đậu.